Bảo Trâm và Xuân Phương xin chào các bạn. Thì giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Canada, vì thế nền giáo dục ở Canada luôn được chú trọng phát triển với chất lượng cao nhất. Và bên cạnh chú trọng về vấn đề giáo dục thì người dân Canada rất tự hào về môi trường thiên nhiên của đất nước mình. Giáo dục tốt, môi trường học tập an toàn là một trong những điều thu hút sinh viên quốc tế của đất nước này. Và đến với chương trình giới thiệu các trường đại học tại Canada hôm nay thì Tân Đại Dương muốn gửi đến các bạn thông tin về các trường ở British Columbia. Và giờ đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu British Columbia ở đâu và khí hậu là như thế nào các bạn nhé. Thì British Columbia là một tỉnh cực Tây của Canada, là một trong những vùng nhiều núi non nhất Bắc Mỹ và là một tỉnh miền duyên hải, nên đây được xem là cửa ngõ ra Thái Bình Dương và châu Á. Khí hậu ở đây thì rất là dễ chịu và ôn hòa, với hoa nở rộ vào đầu tháng 2 và rất là rực rỡ. Thành phố Vancouver, nơi có cảng hàng không lớn nhất ở trên bờ Thái Bình Dương của Bắc Mỹ, cũng thuộc British Columbia. Và bây giờ đây thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến với các bạn một số trường tiêu biểu tại vùng đất xinh đẹp này nhé. Thì đầu tiên là trường Greater Victoria School District gồm 56 trường thành viên, tọa lạc tại vùng Victoria, thủ phủ của bang British Columbia, Canada. Greater Victoria School là trường có lịch sử lâu đời nhất trong hệ thống các trường ở phía Tây Canada. Trường có đội ngũ giáo viên trình độ cao, cơ sở vật chất được trang bị hiện đại. Chương trình học của trường được công nhận bởi Hội đồng Giáo dục bang British Columbia từ năm 1992. Học sinh học tại hệ thống trường được trang bị những kỹ năng học tập ưu việt để sẵn sàng cho chương trình học đại học sau này. Bên cạnh các chương trình trong các lĩnh vực như là học thuật, mỹ thuật, kinh doanh, nghiên cứu máy tính, thể thao, các khóa học chuyên ngành, Greater Victoria School còn cung cấp giáo dục chất lượng cao cho hơn 20.000 học sinh tại 7 trường trung học phổ thông, 10 trường trung học cơ sở, 29 trường tiểu học và các trường chuyên ngành khác thuộc hệ thống trường. Và thứ hai đấy là trường trung học Surrey. Thì hệ thống của trường tọa lạc tại bờ Tây của Canada, được thành lập vào năm 1906. Đây là trường công lập lớn nhất ở tỉnh British Columbia và đồng thời đứng thứ 5 tại Canada. Và hệ thống ở trường thì bao gồm 99 trường tiểu học, 19 trường trung học và còn nhiều trung tâm học tập khác nữa. Và du học sinh sẽ có nhiều sự lựa chọn về chương trình học đa dạng, có thể học chương trình bình thường hoặc là những chương trình đặc biệt riêng của trường như là chương trình học trước, tín chỉ đại học, tú tài quốc tế và mỹ thuật, để cho các bạn có thể phát huy tiềm năng và năng khiếu cũng như là sở trường của mình. Tiếp theo là trường Bothwell High School. Thì trường tập trung trong một khuôn viên tuyệt đẹp, nơi tập trung cộng đồng dân cư thân thiện của vùng Bắc Vancouver. Học sinh của trường đạt thành tích cao trong các kỳ thi toán quốc gia, các kỳ thi cấp tỉnh và SAT. Thì trường cung cấp chương trình học bán trú và nội trú cho học sinh từ lớp 8 tới lớp 12. Trường có tổ chức những khóa học ngắn hạn vào tháng 7 và tháng 8, ví dụ như là chương trình Anh ngữ ASL và giao lưu văn hóa dành cho các cá nhân và các nhóm nhỏ. Và tiếp theo đó là trường Dye School Canada. Thì trường được thành lập vào năm 1872 do các giáo sư của trường Đại học Yale. Trong suốt 140 năm qua thì trường đã không ngừng liên kết với trường Đại học Yale và trở thành một trong những trường trung học quốc tế uy tín và được công nhận trên toàn thế giới. Và trường thì có các cơ sở như tại Canada, Mỹ, Anh và Hàn Quốc. Thì tất cả các cơ sở của trường được liên kết chặt chẽ và phát triển chương trình trao đổi quốc tế cho du học sinh. Đặc biệt là trường thường xuyên tổ chức các chương trình hè cho học sinh để tham quan các cơ sở khác nhau của trường. Và tại Canada thì ngoài chương trình đào tạo chung của tỉnh thì học sinh còn có thể lựa chọn chương trình tú tài quốc tế là IB. Trường thì còn cung cấp các chương trình học bắt cầu cho học sinh với ngày nhập học linh hoạt hoặc là tự học, cho phép sinh viên có thể hoàn thành chương trình sớm hơn. Và tiếp theo là trường Galleon Norfolk School, là trường trung học tư thục bán trú, dự bị đại học, cung cấp các chương trình đào tạo từ mẫu giáo tới lớp 12. Tự hào là trường học đạt chuẩn thế giới về cung cấp chương trình tú tài quốc tế, tức là IB danh giá. Ngoài ra, trường cung cấp đầy đủ các chương trình đào tạo dành cho học sinh trong độ tuổi từ 3 cho tới 19 tuổi. Galleon Norfolk School cung cấp các chương trình học tập dã ngoại, đặc biệt là các chuyến phiêu lưu tìm hiểu đại dương. Galleon Norfolk School là nơi đào tạo bóng đá tốt nhất cho học sinh tại khu vực British Columbia. Và tiếp theo nữa đó là trường Glenlay School District. Thì trường tọa lạc trong thành phố Glenlay, cách Vancouver là 45 km về phía đông. Và Glenlay là một cộng đồng thân thiện và luôn tập trung vào các giá trị về gia đình. Thì thành phố rất là hiện đại, tiện nghi, gồm trung tâm thương mại với khu tổ hợp mua sắm, nhà hát lớn, nhiều khu vui chơi giải trí cùng với các dịch vụ xã hội đa dạng. Thì hệ thống trường Glenlay mang đến cho học sinh một môi trường học tập tuyệt vời với hệ thống các khóa học thuật và tự chọn, hoạt động ngoại khóa và chương trình hỗ trợ tiếng Anh. Và tiếp theo là hệ thống các trường Surrey. Hệ thống trường Surrey tọa lạc tại bờ Tây Canada. Các bạn chỉ mất 30 phút để lái xe đến đông nam thành phố Vancouver và 2 giờ đến Seattle, Washington thuộc Mỹ.
thì Surrey School là hệ thống trường công lập lớn nhất tỉnh British Columbia. Tại đây, học sinh quốc tế được học tập cùng học sinh bản địa trong 102 trường tiểu học và trường trung học. Các trường giới hạn số lượng học sinh quốc tế ghi danh khoảng 5% nhằm đảm bảo các em nhận được sự hỗ trợ và dịch vụ tốt nhất. Trường có nhân viên Việt Nam phụ trách giám sát và hỗ trợ học sinh từ Việt Nam. Và tiếp theo đó là trường Vancouver School Paul. Thì Vancouver School Paul là một trong những trường công lập lớn nhất ở phía Tây của Canada. Và hiện hội đồng có 19 trường trung học cơ sở, 90 trường tiểu học và 6 trung tâm cho người lớn. Thì mỗi trường đều có thư viện, phòng thể dục, phòng ăn tự chọn, phòng y tế và tư vấn viên hỗ trợ cho học sinh trong việc lập kế hoạch và rèn luyện những kỹ năng học tập. Thì học sinh xuất sắc sẽ có cơ hội ghi danh vào khóa học nâng cao đó là IB tại một số trường về các chuyên ngành toán học, nghiên cứu máy tính, khoa học, văn học và lịch sử. Và tiếp theo sau nữa đó là trường Victoria International High School Programs. Thì hội đồng giáo dục Victoria mang đến cho học sinh một hệ thống chất lượng cao với 26 trường tiểu học, 10 trường trung học cơ sở và 7 trường trung học phổ thông. Học sinh có thể lựa chọn chương trình học phù hợp với lợi ích cá nhân và mục đích nghề nghiệp của mình. Giáo viên có trình độ cao và được chứng nhận bởi chính phủ. Các trường trung học phổ thông được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi, xây dựng chương trình hỗ trợ toàn diện dành cho học sinh, bao gồm đội ngũ hỗ trợ đa ngôn ngữ. Và tiếp theo đó là trường West Vancouver School District. Thì hệ thống của trường được xếp hạng tốt nhất tại tỉnh British Columbia. Thì hội đồng giáo dục West Vancouver là đơn vị đầu tiên tại Canada cung cấp chương trình tuyển sinh quốc tế vào năm 1982, là một trong số hội đồng được Bộ Giáo dục tỉnh xếp hạng cao nhất tại British Columbia. Thì hệ thống của trường được trang bị cơ sở với vật chất rất là hiện đại. Và tiếp theo sau nữa đó là trường Columbia College. Thì trường được thành lập vào năm 1936, là một trong những trường cung cấp chương trình cao đẳng lâu đời nhất tại Canada. Trường tọa lạc tại thành phố Vancouver, được Liên hiệp quốc tế xếp hạng là thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Trường nổi tiếng về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế, các chương trình đào tạo tập trung vào các chương trình chuyển tiếp đại học, chương trình cử nhân liên kết, chương trình dự bị đại học đó các bạn à. Và ngay sau đây nữa đó là trường Douglas College. Thì trường là một trong những trường công lập lớn nhất ở phía Tây Canada. Thì Douglas College mang đến cho sinh viên quốc tế một hệ thống các chương trình đào tạo đa dạng, chương trình từ tiếng Anh nâng cao, chuyển tiếp đại học, cử nhân liên kết, cử nhân cao đẳng, cử nhân đại học và các chương trình đào tạo sau đại học. Thì chương trình tiếng Anh ngôn ngữ 2 được thiết kế nhằm giúp cho học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi học bất kỳ chương trình cao đẳng hoặc đại học nào giảng dạy bằng tiếng Anh. Và ngoài ra thì chương trình chuyển tiếp đại học của trường còn cho phép chuyển tiếp các tín chỉ sang bất kỳ trường đại học nào. Và thế mạnh của trường đó là đào tạo cử nhân liên kết. Với chương trình này sẽ giúp cho sinh viên tích lũy kiến thức thực tế cũng như là kinh nghiệm làm việc trong tương lai. Và tiếp theo sau đó là trường Thompson River University. Thì trường được thành lập vào năm 1970. Trường cung cấp 19 chương trình đào tạo với nhiều chuyên ngành khác nhau như là chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng, đại học, chứng chỉ nghề 1 năm, ESL. Cơ sở của trường với diện tích 92 hectare nằm ở trung tâm Kamloops, được cung cấp đầy đủ tiện nghi và dễ dàng đi đến mọi nơi bằng xe buýt. Thì dù học xa nhà là điều mà nhiều bậc phụ huynh rất là lo lắng. Chính vì hiểu rõ điều này thì hầu như các trường đều có dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế như là tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các chuyến đi thực địa, các chương trình tư vấn hỗ trợ cho học sinh sinh viên, tổ chức các lớp học ngôn ngữ suốt trong quá trình học, tổ chức kiểm tra và xếp hạng ngôn ngữ, đội ngũ tư vấn giúp học sinh giải đáp những thắc mắc có liên quan đến đời sống và học tập. Và để tìm hiểu rõ hơn về chi phí từng trường ra sao cũng như là trường mà bạn chọn sẽ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế như thế nào, các bạn có thể truy cập vào website tddvn.com hoặc là lên trực tiếp công ty chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Bảo Trâm và Xuân Phương xin chào và hẹn gặp lại các bạn.